Hello anh em ơi, à, chỗ anh em có mưa không? Ở đây quá trời sáng giờ mưa đây, mưa từ sáng giờ luôn. Chúc anh em có một ngày mới thứ hai đầu tuần tràn trề năng lượng, vui vẻ khỏe mạnh mùa Covid. Xe nào thì liên hệ ủng hộ nha anh em ơi. Hồi để phép báo giá luôn nha anh em ơi. Wagio nè, 3 chiếc nha, 44, 45, 46. Hai này này 74, này 75. Đó, tức là mỗi chiếc phải giảm triệu anh em ha. Chiếc 74, 75 đó, không nhớ chiếc nào đó. Nó cũng giống nhau rồi anh em. Rồi tiếp tục anh em ha. Đấy nó mò. Mò cũng 2 chiếc anh em. Q2 anh em ha. Q2 Sonic. XCT. Giá trên đi nữa em thấy không? Nó có giá đó, nó 37 nè, 375 nè, 36. Đó, xe đẹp như anh em. Rồi FZ. FZ Raider. Giá cho đi này 35 nha anh em. Mấy cái này ngày nào cũng có quay hết rồi. Đi thóng thóng rồi, anh em chốt rồi điện nha anh em. Sáng gặp mấy chú vàng đứng trước cửa vậy nè. Raider Sonic AG15. Mấy chú vàng kiểm tra cái gì không? Rồi tiếp tục anh em ha. Exciter Q-X. Nó thấy về hai con luôn. Cái này gì vậy? À thằng này Raider đen nhám. Quá trời xe luôn. Trên đi ngắt, anh em dậm lên đi ngắt đi giá nè. Nè bê Thái mới về. Nè bê Thái mới về có con biển đẹp đó. Cái này trắng nè. À trắng là biển đẹp. 62 luôn em ha. 62 luôn. Lọc mãi luôn. Còn cái này đen xám thôi em ha. Quá trời xe luôn anh em ạ. Wow. Quay Q2 full quay. Cái này thì anh em xem nhiều rồi ha. Chắc cũng có quay video riêng của nó. Đẹp không cả nhà? Đầu tư bây giờ anh em dòm tới combo. Rồi. Này cũng nói rồi ha. Này cũng AB Thái à, mình có hai cái màu trắng luôn nha anh em, AB Thái. Còn hai cái kia thắc ý. Một cái 300, một cái 150. Cái AB cái 209 cọp này anh em nào quan tâm điện em bán. Hôm qua đợi tức là hứa miệng đó anh em. Sáng này phép nhắn tin thì không trả lời. Phép gọi thì hẹn nữa rồi. Thì thôi thì giờ ai mua bán lại chứ để nó lỡ việc của em, anh em thông cảm. Chứ bây giờ em đợi hoài cái người mua thì em không bán được. Mà tới cái người điện mua em bán được, còn cái người mua thì hứa thì cũng không mua luôn rồi. Cái xe thì không bán được luôn. Không bán thì để đây luôn. Rồi anh em nào bữa nay quan cặp cái 2978 này bập. Rồi cái này cũng 2952. À cái này cũng hứa rồi. Rồi hai cái kia. Hai cái kia Super với Kim Lùng. Quay thái 218, hai chiếc này 219, 220 ha. 219, 220 nó như nhau anh em ơi. Như nhau rồi, giống hệt. Mấy cái xe mà trong góc thì mình phải gọi nhiều mới được. Để cho anh em có cái sự chú ý nhất định mới được anh em ha. À,
là rồi lại đằng kho lượng dọc ra đằng đó có gì mới nha anh em ha, em để phép xíu nha. Rồi chào mừng anh em trở lại với cửa hàng xe máy Khánh Phép ha. Tiếp tục phép sẽ cập nhật xe ở đằng kho 2. Đằng kho 2 này thì số loại của 110 là mấy nhỏ nó chạy tê quá nó đi luôn, nó không thèm rửa không thèm bán luôn. 110 này anh em nào quan tâm thì để nó 30 có gì để điện trong trường đi, thấy vậy thôi chứ rửa ra là ok lắm nha. Bẩn thì mua của anh em ta hứa anh em ta giao bẩn mà sao thấy im ru. Cái này Acetone 155 bốn số ha. Năm số xanh GB nha anh em. Dòm cái xe mà dòm đằng này nói đằng kia. Rồi cái này cũng vậy luôn, này 19 triệu này. Ủa cái phu mập mà sao chưa gửi nó ta? Ủa phu mập đen nhám sao chưa gửi nó ta? Gì hả? Rồi cái khu 22 triệu nè, anh nào mua giùm em ở đâu trả giá hoài gầu quá. Cái Sigurd này 12 triệu xe Win ơi. Win hả? Chiếc Win bữa nay làm chiếc Win cho anh em, để anh review anh em coi nha, để đây hoài. Winner này hai mấy vậy? 25 anh em ơi, 25. Cái này 25 năm. Ôi mấy cái này hai mấy triệu rồi nha anh em, hai mấy triệu à, 150 nè. Để ngồi phép coi giá đây. Rider nó cái dãy ạt này là 20 triệu nha em á, nó cỡ 24-25 triệu đó, 4 chiếc luôn, rẻ ghê. Có gì thì anh em cứ alo cho anh Trường sang dùm phép. Quay ZX biển Kiên Giang quê hương em. Xe này có rớt đầu rồi mà máy biết có làm chưa đây, thử coi thử. Trời ơi nó sơn luôn cả cái cốt nền nữa, hết thấy đường coi luôn. Ôi máy này làm rồi làm chưa nữa ta, con xanh còn á. Thôi cứ chạy đi, rẻ mà mười mấy triệu à. Dây đít này bán cho anh em về chơi 16 năm là ghi niên đi, còn anh em muốn hồ sơ thì thêm tiền cho thằng Sang nó rút nha. Còn cái này quay ớt này 19 triệu. Quay ớt ta gì mà chơi, nó vàng vàng thôi chứ tại người ta xài sử dụng cái xe này nó còn nguyên khoáng hết khoáng hết kia nó khoan à. Để anh quay xong nha, ồn quá không nói chuyện nha. 16 năm đây, hồ sơ thêm phí đi. Máy im không sao? Chứ quay cái gì? Nó sẽ nó đầu nồi làm rồi mà làm lâu quá mày coi không ra. Đầu bò coi không ra đúng không anh em? Cái đầu làm rồi. Nè, đầu bò giờ không biết đâu. Không bẩn nha, nó vậy đó. Mua sao bán vậy? Ta lại nó đổi xe mình chơi thôi chứ sao giờ. Chứ anh em tao mình ên tao về đâu có được chạy được hai chiếc. Với nhà người ta chặt nữa. Cái nhất cái thứ hai là khi tao đâu cũng đủ tiền. Mình thu xe anh em tao lại người ta mới rộng rãi cái là chính ra tao đổi xe rồi. Ở đây có mua bán trao đổi hết luôn nha anh em. Nhưng mà phải trực tiếp lại cửa hàng phép kiểm tra chất lượng cái xe với định giá cái xe của mấy anh mới được. Nè, ao lách đầu dồ. Xe gì có 14 triệu không mua nè. Đó. Thấy không anh em? Xe gì mà 14 triệu mà không mua. Mua xe nào? Quy sành này 12 triệu nè. Này 25 nè. Này 19 năm nè, ổ mắt khay nè. Này 17 nè. Xe nè. Này 17 nè, này 12 nè. Ha. Mấy cái xe này bao xài? Ghi lại hết, ghi lại giá cho rõ lại. Cái đó 12 đó chứ quy sành đó. Quy sành 12 AB 14. AB lách đó 25. 19 năm. 17. 12.
Akira. Akira là hôm chạy dài hôm ở đâu à. Mấy nó rửa nó sợ dơ đem vô cắt luôn rồi. Akira này 26 thôi. Xì bo này 26 rồi sang ấy. Akira đó 24. Thằng Gia Z thì bữa nay bán 40. Xả bỏ luôn, bán 40 luôn. Ừ. 45 hả, bớt 5 triệu đó, thì sao? Thích bán chơi luôn. Máu lên nè. À cái cúp tâm này chuẩn đủ rồi nha. Ảo nó gọi cho mày không được chứ. Trời ơi, chiếc game lùng cọp của tao đậu đây hả? Đem về đẳng cho anh. Nguyên zin luôn, xe này cây bô, chắc cây bô này lột ra bán cho 6 triệu có được á. Xe này ra bên Mỹ nè. Có cây bô hết hồn, có đẹp trời. Bô zin đó anh em, 1955 mà đẹp gì. Xe này đúng ra bán 28 triệu đúng sức đó nha anh em. Zin lắm. Xui ba hai đẻ hôm review mở bẩn ra chưa gấp. Gì hả? Xe gì mà mấy ông lại coi mấy ông chơi nè, coi sườn nè. Sườn mấy em vệ sinh nó đẹp nè. Nè. Đó. Ồ quên cái này video tổng hợp nha anh em, quay hoài. Le xăm. Rồi, ok anh em quan tâm xe nào anh em gọi phép nhé. Gọi phép xe máy nha. Rồi, xin cảm ơn.